Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Lê Minh Chuẩn. Đồng chí Lê Minh Chuẩn sinh ngày 2 tháng 4 năm 1965, giới tính nam, quê quán xã Trị Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, dân tộc Kinh, ngày vào Đảng ngày 6 tháng 9 năm 1993, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn kỹ sư khai thác mỏ hầm lò cử nhân luật. Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, tóm tắt quá trình công tác. Tháng 11 năm 1988 đến tháng 9 năm 1990, công nhân khai thác phân xưởng T1 mỏ than Vàng Danh, tháng 10 năm 1990 đến tháng 5 năm 1995, cán bộ phòng kỹ thuật mỏ than Vàng Danh. Tháng 6 năm 1995 đến tháng 5 năm 1996, phó quản đốc phân xưởng khai thác 7, phân xưởng K9 mỏ than Vàng Danh. Tháng 6 năm 1996 đến tháng 6 năm 1998, phó trưởng phòng kỹ thuật khai thác mỏ than Vàng Danh. Tháng 7 năm 1998 đến tháng 1 năm 1999, trợ lý giám đốc mỏ than Vàng Danh. Tháng 2 năm 1999 đến tháng 12 năm 2004, phó giám đốc mỏ than Vàng Danh, sau này đổi tên là công ty than Vàng Danh. Tháng 1 năm 2005 đến tháng 11 năm 2005, trưởng ban phát triển mỏ than Tổng công ty Than Việt Nam. Tháng 12 năm 2005 đến tháng 4 năm 2006, quyền giám đốc công ty xây dựng mỏ. Tháng 5 năm 2006 đến tháng 4 năm 2007, giám đốc công ty xây dựng mỏ. Tháng 5 năm 2007 đến tháng 3 năm 2011, phó tổng giám đốc tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam kiêm giám đốc trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tập đoàn nhiệm kỳ 2007-2010, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 3 năm 2011 đến tháng 6 năm 2014, thành viên tổng giám đốc tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, phó bí thư Đảng ủy tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 6 năm 2014 đến nay, chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, bí thư Đảng ủy tập đoàn các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tháng 5 năm 2016, tháng 6 năm 2021, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.